Viettel là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông toàn cầu với sự hiện diện tại 11 quốc gia trên thế giới. Với kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được trong suốt hơn 27 năm qua, Viettel đang chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà mạng viễn thông đơn thuần sang một nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin cho mọi đối tượng khách hàng. Trong đó, Viettel đầu tư mạnh vào xây dựng các giải pháp thành phố thông minh Smart City, giúp các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý và điều hành toàn diện các lĩnh vực của mình dựa trên những hệ thống giám sát rộng rãi và khả năng điều khiển hạ tầng số, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi công dân. Với thế mạnh hạ tầng và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Viettel đã và đang triển khai xây dựng giải pháp đô thị thông minh tại các tỉnh, thành phố nhằm tạo ra kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Viettel cung cấp giải pháp xây dựng trung tâm điều hành ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Trung tâm này giúp giám sát và điều hành tập trung tất cả các hoạt động của tỉnh, thành phố trên mọi lĩnh vực như giao thông, an ninh, cứu hộ, y tế, giáo dục và hành chính công, giúp tỉnh, thành phố nắm bắt thông tin cần thiết một cách toàn diện và điều hành tập trung theo thời gian thực, đồng thời là kênh tương tác tiếp nhận và cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh, thành phố. Các thành phần của Trung tâm điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố gồm có Trung tâm chỉ đạo điều hành ứng cứu khẩn cấp, Trung tâm giám sát điều hành giao thông và an ninh trật tự, Trung tâm hỗ trợ hành chính công tỉnh, thành phố, Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xã hội tỉnh, thành phố, Trung tâm chỉ đạo điều hành ứng cứu khẩn cấp. Mỗi khi xảy ra sự cố, thay vì phải ghi nhớ tới 3 số điện thoại khẩn cấp là đầu số công an 113 do công an thành phố quản lý, cứu hỏa 114 do lực lượng phòng cháy chữa cháy quản lý và cứu thương 115 do Sở Y tế quản lý, thì mỗi người dân chỉ cần gọi đến một tổng đài duy nhất. Tổng đài này sẽ tự động tiếp nhận thông tin và xác nhận tình hình an ninh trật tự, cứu thương hay hỏa hoạn để điều phối các đơn vị có liên quan ở cự ly gần nhất, giúp công tác ứng cứu được triển khai kịp thời. Đặc biệt là giải pháp cảnh báo cháy nhanh của Viettel sử dụng công nghệ bản đồ số kết hợp thuật toán tìm đường tối ưu sẽ giúp phát hiện sớm và xử lý nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại và thương vong khi xảy ra hỏa hoạn. Khi có cháy xảy ra, hệ thống sẽ tự động nhắn tin, gọi điện cảnh báo đến chủ cơ sở đang xảy ra hỏa hoạn và trung tâm chỉ đạo điều hành ứng cứu khẩn cấp để điều hành đơn vị gần nhất đến ứng cứu. Trong trường hợp đơn vị gần nhất không đủ nguồn lực để ứng cứu, trung tâm chỉ huy có khả năng điều động các đơn vị chữa cháy lân cận hoặc các đơn vị có liên quan như công an hay cứu thương tham gia phối hợp xử lý hỏa hoạn. Trung tâm giám sát điều hành giao thông và an ninh trật tự cung cấp giải pháp giám sát, điều hành, quản lý và xử phạt công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Quan sát tình hình giao thông và an ninh trật tự thực hiện quan sát các nút giao thông trọng yếu, các tuyến huyết mạch trong tỉnh, thành phố, các tuyến trục giao thông liên tỉnh qua hệ thống camera. Đồng thời, hệ thống camera còn lưu trữ toàn bộ dữ liệu hình ảnh phục vụ xử lý vi phạm trật tự xã hội và tăng cường an ninh trên địa bàn. Kiểm soát lưu lượng, điều phối giao thông. Hệ thống camera thông minh giúp phân tích lưu lượng phương tiện tại các điểm nút giao thông và gửi thông tin về trung tâm điều khiển để phần mềm điều chỉnh thời gian và nhịp đèn tín hiệu giao thông trên toàn tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo lưu lượng tối ưu, giúp hạn chế tối đa ùn tắc. Giám sát, xử lý vi phạm giao thông. Camera giao thông phân tích hình ảnh và tự động phát hiện lỗi vi phạm của người tham gia giao thông, sau đó gửi về trung tâm dữ liệu. Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, có thể tra cứu thêm thông tin từ cơ sở dữ liệu về bằng lái xe, biển số xe, chủ xe và cho người vi phạm xem lại lỗi vi phạm ngay sau khi nhận được thông báo từ trung tâm dữ liệu. Khi lỗi vi phạm được xác nhận, tin nhắn thông báo được gửi về điện thoại cá nhân của người vi phạm. Trường hợp phạt nguội, tin nhắn thông báo được gửi về số điện thoại và biên bản xử phạt được gửi về địa chỉ của người vi phạm. Người vi phạm có thể nộp phạt thông qua giao dịch ngân hàng trực tuyến BankPlus. Ngoài ra, Viettel còn cung cấp các giải pháp thu phí tự động, không dừng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và thu phí nội đô. Trung tâm hỗ trợ hành chính công tỉnh, thành phố. Trung tâm hành chính công tỉnh, thành phố được xây dựng theo mô hình tập trung với mục đích hỗ trợ công dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính với các đơn vị cơ quan nhà nước. Các chức năng chính của Trung tâm hành chính công gồm có: thứ nhất, tiếp nhận và xử lý các phản ánh khiếu nại của công dân, doanh nghiệp về các vấn đề như an ninh, trật tự, môi trường, xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố. Người dân có thể kết nối với trung tâm qua hệ thống tổng đài tự động IVR sử dụng công nghệ Speech to Text. Tổng đài thu lại ý kiến của người gọi và chuyển thành văn bản, phân nhóm nội dung phản ánh theo từng lĩnh vực và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Ngoài ra, người dân có thể phản ánh bằng tin nhắn, hình ảnh hoặc video qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thứ hai, trung tâm cung cấp tổng đài giải đáp và hướng dẫn quy trình xử lý các thủ tục hành chính tại các đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hệ thống tổng đài trợ giúp này sẽ giúp công dân, doanh nghiệp nắm rõ quy trình cũng như các thủ tục cần thiết khi làm việc với các cơ quan nhà nước,
qua đó tiết kiệm được thời gian và chi phí. Thứ ba, cung cấp công khai minh bạch số liệu xử lý các thủ tục hành chính tại từng đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố, từ đó giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xã hội tỉnh, thành phố có chức năng tổng hợp các chỉ tiêu về kinh tế, an sinh xã hội từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường. Cơ sở dữ liệu của các ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp, thông tin doanh nghiệp được tích hợp tập trung. Từ đó hệ thống phân tích, thống kê và báo cáo các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, giúp lãnh đạo tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng có cái nhìn tổng quan, từ đó kịp thời nắm bắt để hỗ trợ các cấp lãnh đạo ra quyết định chỉ đạo và điều hành. Với mong muốn tạo ra một hệ sinh thái xuyên suốt từ bộ ngành đến người dân, từ trung ương đến địa phương, giúp mang lại cho xã hội các giá trị lâu dài và tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quốc gia, Viettel đã và đang nỗ lực không ngừng cho một xã hội phát triển bền vững và toàn diện.